Xin chào quý khách hàng thân mến của BH. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho mọi người một mẫu đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn Movin Beam Singer 4-pin 1 Pro. Đây là một cái dòng đèn thiết kế rất là độc đáo. Nó thiết kế 4 đầu đèn Movin Head LED trên cùng một thanh đèn để mọi người có thể dễ dàng keo lắp, dễ dàng di chuyển mà lại tiết kiệm thêm chi phí. Mỗi đầu Movin nó được sử dụng bóng led 7 màu có công suất là 32W. Mỗi đèn này khá là sáng, mọi người có thể thay thế cho những dòng đèn Movin lớn như đèn Movin 230. Khi mọi người có một cái trần thấp mà người không sử dụng được những cái dòng đó thì mọi người nên đầu tư dòng này. Hoặc là mọi người có thể đầu tư đi những cái xô lưu động vì nó dễ dàng để cho mọi người di chuyển và dễ dàng keo lắp. Đèn này phù hợp cho những không gian sôi động như quán bar, vũ trường, beer club hoặc là những cái sân khấu ca nhạc, DJ sôi động. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio của công ty BH bên mình. Và dòng loa mình đang mở nhạc là dòng loa Bose L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.